Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Rohe Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn một cái mẫu vòi chậu của Rohe mang cái mã hiệu là 32868000. Đây là một cái mẫu vòi chậu thân cao nóng lạnh của thương hiệu Rohe với được thiết kế rất là đẹp mắt với logo Rohe được in chìm trên cái đầu vòi, sản phẩm rất là sáng sắc nét. Và cái mẫu này thì nó được xuất xứ tại Thái Lan và sản phẩm nó cũng bao gồm cho chúng ta một cái trụ xạ và không bao gồm ống xả thải UV. Với cái mẫu vòi lavabo thân cao mà Rohe 32868000 này thì nó ngoài ra nó còn có thêm một cái mẫu thân thấp. Thì cái mẫu thân thấp thì mã hiệu nó là 23589001. Thì hai cái mẫu vòi này thì nó chỉ khác nhau về cái chiều cao của cái thân vòi, còn chất liệu của nó thì đều được làm bằng chất liệu đồng thau mạ rôm niken với rất mạ rất là chất lượng, rất là cao và kết cấu rất là bền vững. Và hai cái sản phẩm này thì nó cũng đều sử dụng bằng cái van điều khiển bằng sứ, có độ bền rất là cao. Và hai mẫu vòi lavabo 23589001 thân thấp và 32868000 thân cao này thì đang được bán tại lý Rohe Tuấn Đức. Nếu các bạn quan tâm có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.